chúng ta còn thi đấu nhưng thi đấu chậm hơn, lơ là hơn, đồng thời phát sinh những cái lỗi như rửa lông, ngoái ngửa, xuống bố hoặc là cắn chân cắn ngang, chúng ta đang tại đây và những vòng tấn công phát sinh những khi rửa tới lông đuôi ba vòng trở lên mà thái độ thi đấu không có chế thì chúng ta sẽ loại ngay càng lùi. Rồi. Không còn gì để nói.